Tôi xin chào tất cả các anh chị quay trở lại với kênh YouTube của xe đạp VIP. Ngày hôm nay thì xe đạp VIP sẽ giới thiệu cho anh chị một cái mẫu xe đạp Galaxy ML200 phiên bản 2023. Đối với cái phiên bản 2023 này thì nó khác nhau ở cái điểm cái phiên bản cũ 2021, 2020 ở điểm nào thì bây giờ anh chị cùng em vào tìm hiểu. Trước hết thì em muốn nói cho anh chị là cái giá của phiên bản 2023 thì nó vẫn không thay đổi so với các phiên bản cũ nhau, giá của nó vẫn như vậy. Một chút thay đổi về cái chiếc xe đạp phiên bản 2023 này đó chính là cái bảng tem, trước hết là bảng tem đấy. Cái thứ hai nữa là nó thiết kế cho các anh chị một cái yên yên phiên bản 2023 này, nó rất là êm đấy. Khi mình ngồi vào cảm giác nó như một cái chiếc yên béo ấy. Đây các anh chị xem là em vẫn nó rất là nhẹ, rất là êm này. Còn cái phiên bản cũ của nó, yên của nó rất là nhỏ và yên của nó rất là cứng luôn đấy. Các anh chị phải mua thêm bọc yên đối với những cái dòng phiên bản 2021 và 2020. Với cái mức giá các anh chị nhận lại được rất là nhiều cái cấu hình ngon trên chiếc xe này. Thứ nhất, anh chị nhận được một chiếc khung sườn hợp kim nhôm rất là nhẹ anh chị nha, khung nhôm nha đấy, và cái lớp sơn tĩnh điện ba lớp đấy, sơn tĩnh điện này đấy, bản tem và bản thương hiệu được là tem chìm anh chị nha, chìm trong cái màu sơn nha, rất là không sợ bị bong chóc đấy. Cái thứ ba nữa đó chính là một chiếc xe có cái phuộc này vẫn là phuộc lò xo nhưng mà có cái khóa mở hành trình đấy. Khóa mở hành trình này thì em cũng đã làm một vài video hướng dẫn sử dụng rồi đấy. Tiếp theo thì về bộ tay đề đấy, bộ group của chiếc xe này thì chạy Shimano tay đề bấm xả 3 và 8 của Shimano 24 tốc độ các anh chị nhá. Đấy. Và gạt đề cũng được trang bị là gạt đề của Shimano, củ đề cũng được trang bị là củ đề Shimano. Đấy. Bản xích này thì không sợ bị han rỉ nha anh chị nha, bản xích sơn tĩnh điện màu đen này không sợ bị han rỉ đấy. Bản lip vặn 8 tầng, đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa nhôm 3 tầng của Brugel. Đấy. Và cái đặc điểm cuối cùng nữa em muốn nói với anh chị đó chính là cái bộ trục Meyer. Tại sao em đánh giá cao cái chiếc xe này? Bởi vì toàn bộ máy trước, trục giữa và máy sau được trang bị bạc đạn và được trang bị có ti mở khóa nhanh, tháo ra và lắp vào nó rất là dễ sử dụng anh chị. Thùng xăm, thùng lốp anh chị chỉ cần gạt một phát là tháo được bánh ra đấy. Cái đặc điểm thứ cuối cùng nữa đó chính là phanh được trang bị là phanh đĩa cơ trước và sau, bản đĩa đường kính 160 các anh chị nha. Đấy, ok. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi cái video này. Nếu anh chị muốn đặt hàng, các chị có thể liên hệ ngay qua bên shop hoặc anh chị có thể liên hệ qua số hotline 0964005166 hoặc 0936307737 để được CUNM tư vấn cho các anh chị nha. Hoặc các anh chị cần xem những màu sắc của xe, các anh chị hãy truy cập vào trang web xe đạp 88.vn hoặc các anh chị truy cập vào fg3.vn. Cảm ơn các anh chị nha.